Xin chào tất cả mọi người. Hãy đồng hành xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Không biết là một tuần vừa qua quý vị đã có những công việc và đặc biệt là những bữa ăn như thế nào với gia đình của mình rồi. Riêng với Hoàng Đạo Bơ thì rất là nôn nóng đến với khung giờ này để gặp gỡ. Thứ nhất là nghệ sĩ khách mời, thứ hai là những fan hâm mộ rất đáng yêu để họ có thể nấu ăn cho nghệ sĩ thần tượng của mình. Ngày hôm nay sẽ là sự xuất hiện của một nhân vật rất nổi tiếng, diễn viên Đinh Y Nhung. Xin mời. Đinh Y Nhung là diễn viên cực kỳ tài năng, đã có rất nhiều giải thưởng danh giá. Bên cạnh đó, sự nghiệp của cô ấy chuyển biến liên tục. Xuất phát điểm là chuyên ngành múa trong trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Nhưng cô ấy được mọi người biết đến với top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Nhưng lĩnh vực điện ảnh lại mang đến cho cô ấy thành công rực rỡ. Em chào Y Nhung. Mời chị. Chào em. Đinh Y Nhung đã xuất hiện với một cái thần thái khác hẳn, không có cần phải kiêu sa lộng lẫy nữa mà rất là gần gũi, trẻ trung và năng động. Cuộc sống hàng ngày chị thích phong cách này đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Còn về ăn uống thì sao mà chị giữ được cái vóc dáng rất là chuẩn này? Ăn uống cũng đơn giản lắm, dễ nuôi lắm, quăng đâu ăn cũng được, quăng đâu sống cũng được. Trời, cưng vậy đó. Bởi vì hàng chi có thể lăn xả ở tất cả những phim trường. Nào, xin mời chị lăn xả vào phòng khách của nhà em. Em mời chị. Mà đầu tiên thì em cũng phải hỏi thăm chị một xíu về gia đình. Thì công việc bận rộn quá thì chị có nhiều thời gian để nấu nướng cho ông xã và bé ở nhà không ạ? Thường thì chắc em cũng biết đi quay nhiều mà. Dạ, ở nhà rồi. Thì có người nhà nấu thôi chứ mình thì mình đi tối ngày mà, nên không có nấu nướng được. Mà dù sao thì bé cũng rất là mong muốn mẹ, chính tay mẹ nấu ăn cũng ngon hơn chứ. Có nấu vài món. Ồ, vậy bé thích nhất là những món nào chị nấu nè? Chẳng hạn như là mẹ luộc rau nè, mẹ luộc trứng nè. Wow, những món phức tạp quá. Mẹ thì mẹ không giỏi nấu ăn nhưng mà mẹ vẫn biết những cái món thông thường để hai mẹ con chia sẻ với nhau những cái lúc mà rảnh rỗi. Đó, không phải là cao lương mỹ vị tạo ra món ăn ngon mà là cái tình cảm của mọi người, các thành viên trong gia đình tạo cho nhau á, cái đó mới là yếu tố tạo ra món ăn ngon. Ngày hôm nay cũng vậy, những fan hâm mộ sẽ đến đây để chia sẻ những niềm vui và cái sự ấn tượng của họ dành cho chị qua những món ăn. Và để hai bạn fan hâm mộ có thể có cơ hội nấu ăn cho chị thì phải đặt hàng, mình phải ghi ra những món ăn đó để hai bạn ấy cố gắng làm sao tạo đúng món ăn đó. Xin mời chị. Với hai tờ giấy thì mỗi tờ chị sẽ ghi ra một món nhé. Ok. Xong rồi ạ. Xong rồi. Rồi, cảm ơn chị. Và bây giờ xin mời chị Đinh Đinh Nhung cùng quý vị khán giả chào đón sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ. Đó chính là hai bạn nam rất đáng yêu và trẻ tuổi. Đó chính là Hoàng Minh và Ngọc Đông. Yeah, đây. Chào hai bạn. Rồi, xin mời hai bạn ngồi ạ. Xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình để chị Đinh Đinh Nhung được hiểu rõ hơn ạ. Xin mời bạn. Em xin chào anh Hoàng Rapper, chị Đinh Y Nhung cùng với quý vị khán giả của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Em tên là Ngọc Đông, năm nay em 21 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên đại học. Rồi, xin mời bạn. Dạ, em chào chị Đinh Y Nhung và anh Hoàng. Em tên là Hoàng Minh, hiện em đang làm một nhân viên bán hàng về thời trang. Dạ, cảm ơn bạn. Với Đông, ấn tượng với chị Đinh Y Nhung như thế nào? Hồi nhỏ thì ở nhà mẹ em thường hay mở phim truyền hình Việt Nam coi và cũng thông qua đó thì em được gặp gỡ chị Đinh Y Nhung rất nhiều trên màn ảnh. Gần đây thì em còn được gặp chị trên bộ phim điện ảnh Thất Sơn Tâm Linh. Em rất là ấn tượng với vai diễn của chị. Cảm ơn em. Cảm ơn Đông. Dạ, còn với tình cảm của bạn Minh thì sao nào? Dạ, còn em thì biết đến chị Đinh Y Nhung là từ phim Ngã Rẽ. Em thích nhờ cái cách diễn của chị, rất là hay, rất là cá tính. Bên cạnh đó là những cái góc điện ảnh rất ấn tượng của chị ấy nữa. Dạ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hai bạn đã chia sẻ và đã theo dõi cái vai diễn của chị. Thật sự là thấy hai em chắc là cũng theo dõi khá nhiều về những cái vai diễn mà rất là gây gốc và cũng để lại ấn tượng cho khán giả cũng như cả sự nghiệp của chị. Bây giờ chúng ta hãy khám phá sâu hơn nữa. Sau khi chúng ta lật ra những cái ẩn số sau 3 con số 1, 2, 3 để có thể có được quyền ưu tiên này, chúng ta phải vượt qua từng thử thách nhỏ sẽ dành riêng cho hai bạn Đông và Minh thôi. Chúng ta cầm bảng lên nè. Đầu tiên sẽ là câu hỏi số 1 dành quyền ưu tiên lật ô số. Nội dung câu hỏi như sau. Theo bạn, ba loại hoa sau đây đâu là loại hoa được chế biến thành món đặc sản của dân tộc Thái, tỉnh Sơn La? A. Hoa thiên lý. B. Hoa bó bíp. C. Hoa thược dược. 5 giây. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Rồi, xin mời hai bạn. Hoa bó bíp, hai bạn tại sao hai bạn cùng chọn giống nhau vậy?
Ủa nhìn bài bạn hả? Dạ không, em thấy hoa thiên lý hay là hoa thực dược thì nghe tên nó bình thường, anh quen nghe thuộc. Nó quen thuộc quá, còn hoa bo bíp thì em nghe vừa lạ, cho nên em nghĩ đây là một cái từ của dân tộc Thái. À, còn với Minh thì sao đoán được? Dạ em đơn giản thôi là em thấy nó lạ. Ừ, lạ là mình dạ, chọn thôi. Hay quá, nhờ cái sự thông thái đúng không các bạn nên chúng ta đã trả lời đúng. Chúc mừng cả hai bạn. Yeah. Hoa bó bíp của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La đã trở thành món đặc sản được nhiều người săn tìm. Nhiều du khách đến với Sơn La đánh giá rằng hoa bó bíp chỉ cần ăn một lần là nghiện cả đời. Hoa bó bíp có thể chế biến thành nộm, xào măng, xào thịt bò. Hoa bó bíp sau khi chế biến, ăn vào có vị đắng đắng, bùi bùi, mát và thơm ngon. Theo kinh nghiệm của người Thái, để chế biến được những món ăn thơm ngon từ hoa bó bíp, phải chọn lấy những bông hoa còn tươi nhưng đã rụng xuống đất thì lúc đó hoa mới chín. Như vậy là ở câu vừa rồi, hai bạn đều trả lời đúng nên không có ai chiếm ưu thế hết. Nên quyền lật ô số thuộc về chị Đinh Anh Nhung. Số 3. Số 3. Chẳng cần biết ở đâu. Ủa nghe như mà lời bài hát rồi trời. Có nghĩa là mình ăn dễ đó, ở đâu mình ăn cũng được, nói chung là dễ ăn á. Như vậy là chẳng cần biết ở đâu có nghĩa là chị có thể thích nghi hết tất cả mọi hoàn cảnh, mọi môi trường. Đúng sao rồi. Sống cũng được hết. Đúng rồi. Hôm nào em làm chương trình mà bỏ trên quần đảo, em mời chị Đinh Dung là người đầu tiên. Chơi liền. Cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cơ hội để lật ra ô số tiếp theo nha. Cố gắng trả lời đúng. Nghe tên một chữ thì tưởng keo, nghe thêm chữ nữa là cả kèo anh lo. Đây là quả gì? À, quả gì căng vậy ta? Chị Nhung nghĩ thử xem. 3 2 1 Hết giờ. Mời hai bạn. Như vậy là Hoàng Minh thì để bạn trắng heo, còn Đông thì trùm xào. Kiếm một từ nào nó liên quan. Bữa nay tôi hết. Bao. Như vậy ghép lại đi. Một chữ tưởng là keo. Bao trùm. Trùm bao. Trùm bao. Đúng rồi, trùm bao. Còn được biết đến với tên gọi khác là nhãn lồng hay là lạc tiên. Trùm bao là một loại thảo dược chuyên trị mất ngủ, giúp an thần, tinh thần sảng khoái, thư thái mà lại không gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào cả, nên được mọi người rất ưa chuộng. Như vậy là ở câu hỏi này thì cả hai bạn đều không ghi được điểm, không giành được ưu tiên. Tiếp tục với chị Nhung, xin mời chị chọn ô số. Số 1. Không thể thiếu. Ô cái này đúng đúng thiếu luôn á. Không thiếu cái gì trời. Chị là người miền núi cho nên là thích ăn cay, cho nên là lúc nào cũng phải có cái vị cay, ăn cái gì cũng phải có ớt. Ủa sao mà chị thích ăn cay? Chị cảm nhận như thế nào về độ cay đó? Em thấy cay nóng chết luôn. Ăn cay nổi mụn không, sao? Ăn cay nó có một cái gì đó nó hay lắm. Kích thích lắm. Nó kích thích được mong mình cảm thấy mình ăn rất là ngon miệng. Dạ, mà mình ăn chè bưởi, chè đậu xanh, chè đậu đen các kiểu rồi mình có bỏ ớt vô hả chị? Không, đó sai lắm. Đó sai lắm em. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Hai ô số đã được lật, bây giờ sẽ là ô số cuối cùng. Đây sẽ là một trò chơi nho nhỏ. Chúng ta đang thấy một cái tháp để chúng ta rút gạch. Đây là trò chơi được du nhập ở nước ngoài về Việt Nam cũng khá lâu rồi và được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Nào, chúng ta hãy sẵn sàng. Chúng ta có một rổ thăm, hãy bốc thăm, mình bốc trúng con số nào, mình sẽ rút cây gỗ được đánh con số thứ tự đó. Thì hai bạn qua tôi tìm xem ai thắng rút trước. Rồi, như vậy là bạn Hoàng Minh đã thắng, bạn rút trước nha. Số mấy đây? 17 ơi, khúc giữa. À, đó. Phải là người có kinh nghiệm, nín thở, mặc kệ mọi thứ xung quanh đó. Tiếp tục nào. Dạ. Mời Đông. Dạ, con số 7. 7 là cũng khá giữa rồi đó. Chết rồi, ghê quá. Cái này là phải có tư thế, là phải có chiến thuật. Phải đẩy đẩy hãy hãy đó, gõ gõ, nhẹ nhẹ đó. Nhiều lúc em chơi trò này em toàn thua thôi. Số phận em toàn dính vô những cái tư thế rất là khó. Thật ra đây là một trò chơi rất là thú vị và đầy trí tuệ. Rất là cẩn thận đó. Nó đòi hỏi người chơi phải tập trung, có sự kiên nhẫn cao nữa. Nào, xin mời Hoàng Minh. 19. Gần cuối. Ném số 12. Gần cuối rồi. Cứ càng về gần cuối càng nguy hiểm chị. Trời ghê ta. Minh chắc chơi trò này nhiều lắm không Minh? Đông. Dạ. Số 2 à? Số 2. Số 2 đâu? Ở trên. Ui. Số 2 cha. Khó à. Có nghĩa là số 2 đang nằm ở giữa. Đồng nghĩa chúng ta phải gõ. Cái ngọn thì dày quá kìa. Đó. Nín thở luôn. Ôi dồi dạ, giỏi quá. Nhung bốc thử cái gì Nhung? Thí dụ chị Nhung mà lập đổ coi như là bữa nay là chị Nhung nấu. Hai mươi ha. Thường thôi. 20 thường thôi, trời ơi gì đâu mà chứ thương thượng vậy trời. Mời chị 20 nha. Nín thở. Đó đừng rung rinh quá, nó ảnh hưởng đến cả cơ sở hạ tầng dưới á. Em không dám đụng với cái bàn luôn á.
không dám làm chị giật mình luôn á, không dám làm chị giật mình luôn á, thiệt á em. Em sợ, em ủng hộ tinh thần vậy luôn. Em đó là anh chịu luôn đó. Người chơi hay lắm, rút cái ra luôn á, ra nó hết nguyên cái nhà luôn á. Ra nó hết nguyên cái nhà luôn. Ghê, rút đại nó đi. Chị thua rồi đó. Nghe lời em đó. Thôi, coi như là xí xóa người lần đầu chơi mà. Đây, hai đường của chị. Tới em. Số 8. Đây. Ôi, 8 thì dễ quá. Mày thế mọi ở hiền gặp lành nha. Cái người nó nhiều cũng dễ thương á. Nè, coi em nào, một lần một phát luôn nè. Em có dễ. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với lượt chơi của hai bạn. 25 25 là đổ hết đó. 25, ủa đâu, 25 đâu? Đây, trời đất ơi, là đổ hết. Cái này nó quá rồi, tất cả đừng có đụng vô các bạn. Bắt công đổ thừa lắm. Mẹ đi. Em thấy nguy cơ cao lắm nha. Ráng mình. Sống bằng niềm tin. Như vậy là Hoàng Minh đã không vượt qua được cái lượt chơi của mình, đồng nghĩa việc là bạn Đông đã có quyền lật ô số cuối cùng. Chúc mừng bạn. Yeah. Nào, chúng ta lên ghế nào. Chị còn chờ gì nữa, xin mời ô số 2. Đó, huy hiệu thần đó thuộc về em rồi đó. Với huy hiệu này, em có thể nhờ vả đến sự giúp đỡ của chị Đinh Đi Nhung, hoặc là có đôi phút được thoát ra khỏi cái vùng khó khăn của mình. Dạ. Như thế nào lát nữa vào bếp mình sẽ biết ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình đến với từ khóa là không thích buồn một mình, mà trong ngoặc kép. À, cái này là một cái món ăn. Ủa, món ăn nào buồn một mình? Là một cái món mà mình không có thích. À. Sầu riêng. Thông minh đúng không chị? Sầu riêng đúng không chị? Chính xác. Yeah, vậy là chúng ta đã biết là chị Nhung lại không thích ăn sầu riêng. Cái mùi rất là khó chịu. Một cô bạn ở chung phòng. Dạ. Thì cũng dễ thương, cũng là đem quà cho chị Nhung này kia. À. Cũng nhưng mà thật sự là hôm đó là mình, cái phản ứng của mình là làm bạn đó cũng ngạc nhiên, giống như là gọi là bị sốc á. Dạ. Bị sốc. Có nghĩa là nghe phòng mới lạnh mà nghe cái là sốc một cái chạy ra ngoài. Nghĩa là không có ói mà kiểu là nó đau đầu kinh khủng. Dạ. Nó bưng cái đầu vậy đó. Dạ. Xong nhỏ hỏi chị sao vậy? Chị bị không dị ứng cái mùi đó, là phải xin lỗi món quà của em mà chị không ăn được. Trời ơi, chị ngửi thôi chị xỉu rồi chứ đừng nói chị ăn. Đúng rồi. Em ăn được sầu riêng không? Dạ có, em rất là thích luôn á. Hoàng Minh, em rất thích luôn. Lần sau ai tặng sầu riêng gọi ba tụi em nha, tụi em xử hết giùm. Okay. Chồng. Ngoài sầu riêng ra chị có ăn cái gì mà bị dị ứng nữa không, nói tụi em biết để lát nữa tụi em tránh ra. À, bột ngọt. Bột ngọt. Đúng rồi, bột ngọt đó. Có lần đi quay ở ngoài Hà Nội thì bình thường. Dạ. Ăn cái quán gần thì sáng ra nói cô ơi, đừng có bỏ bột ngọt, thì cô ok. Nhưng ngày hôm sau đi quay mệt quá, đi ra cô ơi, cho con bún giọt mùng. À, bún giọt mùng, bún bạc hà, bún giọt mùng á. Quên dặn á, ăn xong đứng hồi về sao tự nhiên mình đi giống như trên mây á, đơ hết hai cái vai, giống như. Dạ. Cái hàm bị cứng vậy đó. Cứng về luôn. Uống nước chanh rồi uống nước lọc này kia. Ừ. Nhiều người bị giống chị luôn á. Lát nữa nấu nướng đừng có bỏ bột ngọt vô nghe. Dạ. Một nêm nhẹ nhẹ thì được. À, cảm ơn chị Nhung đã nhớ chia sẻ. Cảm ơn chị. Như vậy là chúng ta đã hiểu được rất nhiều qua chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Với một ngôi sao giống như là Đinh Yêu Nhung đây thì chắc chắn là cô ấy sẽ có những cái gu về ăn uống riêng biệt của mình. Và bây giờ sẽ là phần đặc quyền riêng của người đã giành rất nhiều ưu thế, đó chính là Đông. Em đã thắng ở cái phần cuối cùng á. Đâm ra bây giờ một là em sẽ được chọn một trong hai món ăn mà chị Đinh Yêu Nhung đã đặt hàng sẵn. Đây, một bên là gà nướng muối ớt, một bên là bún bò. Thật ra hai món em đều chưa từng thử nấu bao giờ hết. Trời đất. Nhưng mà bún bò thì em ăn nhiều rồi, cho nên ngày hôm nay em muốn thử sức ở gà nướng muối ớt. Ừ, hợp lý ha. À, dạ thích nghe nó logic lắm á. Được, giới trẻ giờ này nó thích mạo hiểm thế hệ mình. Như vậy là gà nướng muối ớt đã thuộc về phần thực đơn của bạn Đông. Và bây giờ thì xin mời chị trao bún bò cho bạn Hoàng Minh. Hoàng Minh chắc chắn là phải chọn bún bò rồi. Dạ. Đó là phần chọn món đến từ Đông. Bây giờ sẽ là chọn bếp. Em chọn bếp bên phải hay bếp bên trái? Dạ. Mỗi bếp đều có một cái khó khăn riêng đó. Em chọn trái. Dạ, phần còn lại sẽ là thuộc về Hoàng Minh. Dạ. Chúc cho hai bạn may mắn. Và bây giờ xin mời chị Đinh Đinh Nhung, Hoàng Minh và Ngọc Đông. Chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút.
Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và quý vị có thể thấy được là hai bạn, bạn Đông và bạn Minh đang đứng trên một cái bập bên. Các bạn ấy sẽ phải nấu ăn trong cái tình trạng mình giữ thăng bằng trên cái bập bên này. Nên hãy thật là cẩn thận. Thứ hai sẽ là những cái thử thách nhỏ bên trong những cái gia vị hay là những cái nguyên liệu phụ để tạo nên món ăn. Nhiệm vụ của chị Denny Nhung là phải cố gắng làm sao hỗ trợ thí sinh vượt qua cái thử thách này. Khi chị hoàn thành được thử thách thì người chơi mới được quyền sử dụng những món gia vị hoặc là nguyên liệu phụ đó. Đó, đâm ra là muốn món ăn ngon thì phải đầy đủ hết tất cả những thứ đó. Mời chị vào phòng khách. Chơi trò vui nhé. Chị Denny Nhung ơi, giờ em đang cần gà để rửa chị, mà nó ở đây có một cái thử thách. Nói liền luôn, chị em mình chưa kịp trò chuyện, uống trà, tâm sự các kiểu, mà bây giờ chơi luôn thử thách. Dạ, em đọc luôn thử thách nha. Dạ, dạ. Bạn hãy nhờ người chơi thực hiện thử thách ngậm một lát chanh, vừa múa vừa hát một bài hát bất kỳ. Trời ơi, chanh chứ nhiêu. Chị ăn chanh chắc được hen. Chị có bị say sẩm, bị say chanh không? Ăn chanh thì được, nhưng mà làm sao mà vừa ngậm vừa hát? Trời. Chị ơi, rất nhiều người cũng đã vượt qua thử thách này rồi. Cố lên chị một lát thôi chị. Dạ thiệt, chị nghĩ bài hát trước chứ nhiều lúc mình ngậm xong mình quên bài đó. Ra ra. Vô. Ây. Con còn đấy. Cái đầu có cái không hỏi mẹ. Biết đi như thì đi em hỏi. Đi về em là mẹ em. Em chúc chiếc mẹ có yêu không nha. Yêu lắm thương. Ok, được quyền lấy gà rồi, chúc mừng Đông. Đồng Minh ơi, Đông đi nha. Chưa bao giờ chị ăn chanh mà vừa ăn vừa hát đúng không? Đây là lần đầu tiên đó. Đây là lần đầu tiên em đó. Vậy chị ơi, em có thử thách. Trời, không cho chị nghỉ luôn hả cưng? Được. Đội nấn kết với có sợi dây, cột, trái banh, tennis treo ở mũi nón. Dùng lực làm đông đưa quả banh để ngã được hàng 10 chai nước thì hoàn thành thử thách. Ok, cảm ơn em. Đó, 10 chai nước trước mặt chị ha. Chị đội nón này lên. Dạ, đó, chị canh cho nó đúng với vòng đồ của mình nè. Vô, lẹ. Chị phải làm hết 10 chai này thì bạn ấy mới được quyền muối á. Không là món của mình là lạc nhách luôn á. Được một chai rồi, đó, đúng rồi đó. Trời, dễ quá mà. Hay quá. Ghê ghê. Trò này thật sự là không mất sức gì đâu. Chết rồi, chấn thương rồi, mình nghỉ quay được không? Sorry đi, cái tai nạn lớn Hoàng ơi. Lạc nhách gì? Em nói ít thôi Hoàng ơi. Sao không ai chăm sóc như vậy? Tại sao người đẹp bị vậy là bao nhiêu người xúm vô cứu? Yeah, hay quá. Xuất sắc. Bình thường thôi. Bộ mắt chứng gì chị lấy chân chị đá cái cuối vậy? Nó lỡ thôi, không phải. Nè, em chiếu chậm chị coi. Cái chân nó đụng, mình không có ăn gian. Mình không có ăn gian. À, cái đó là vô tình thôi. Chứ còn cái đó là cố tình đó. Em chấp nhận. Chúc mừng bạn, lấy muối đi. Mình dạ ơi. Rồi anh ơi. Chị Nhung ơi, giờ em cần cái nước. Gì chị Nhung nữa, trời ơi, tôi chưa kịp đứng luôn. Đọc đi. Giờ em cần ướp gà và cần nước mắm, thì để lấy được nước mắm, bạn hãy nhờ khách mời thực hiện thử thách lựa chọn trong khay trứng gà chín và sống trộn lẫn, đập ra được 3 quả trứng chín thì hoàn thành thử thách. Có nghĩa là chị phải cầm cái trứng này đập thẳng vào. Ê, đếm cầm cho. Đập thẳng vào vị trí giữa nè, cho nó bể bóp luôn. Bể luôn hả? Chừng nào mà được 3 trái trứng chín. Chín có nghĩa là sao nè, nó thể ở thể rắn rồi thì chấp nhận. Còn nếu như xấu là thể lỏng là chưa được, phải tiếp tục. Sẵn sàng nha. Mà để bảo vệ cho cái bộ đồ của chị, em sẽ lấy đồ bảo hộ ra đây. Cảm ơn em, chị đang tính hỏi. Mời chị bước vào. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Đập. Đó. À, được một trái. 9, 9, 9. Thêm một trái nữa nè. Ây da. Rồi tiếp luôn. Chị có một trái 9 rồi nghi lắm. Đúng rồi. Chín đi đâu, sống luôn. Trời, tôi nghi quá, nghi quá. Thiệt, mới được con trái 9 nè. Trời ơi. Đó, 9 là hai trái 9 rồi. Giờ ráng thêm trái 9 nữa chị. Ráng đi chị, em tin chị. Ráng gì, mạnh lên. Thôi mày. Hay quá. 9 rồi. Thôi lỡ rồi, lập luôn cái này đi chị. Đập chị, 2, 3, lập đi. Lập đi. Hay lắm Hoàng ơi. Dạ, cái gì nữa?
Em muốn sử dụng huy hiệu thần bếp. À đúng rồi, em sử dụng đi. Em muốn đặt quyền gì? Em muốn giải thoát mình khỏi cái bập bênh thần thánh này. Vậy em thoát đi. Dạ. Như vậy là chỉ có một mình bạn Đông được thoát ra thôi. Còn bạn Minh thì vẫn phải cố gắng đứng ở trên bập bênh. Nhưng mà ít ra thì mình không bị mất thăng bằng nữa ha. Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại quý vị nhé. Em đẹp trai trở lại rồi, em đã khô ráo sạch sẽ, coi như hồi nãy em được đắp protein lên mặt, lên da mặt bây giờ hình như hồng hào và đẹp hơn thì phải. Ừ, chị cũng thấy vậy đó. Hợp lý ha. Ừ, hợp lý. Nhưng mà đừng làm lại điều đó với em nhé. Nếu có cơ hội chị sẽ làm lại. Dạ vâng, không ngờ chị Nhung hiền hiền vậy chứ, hành động thẳng tay lắm nha quý vị. Và đây sẽ là một cái phần thưởng lớn dành cho những sự cố gắng của chị vượt qua 4 thử thách. Đây chính là hai món ăn mà hai bạn Minh và Đông đã cố gắng chế biến ra. Bên đây là bún bò của bạn Hoàng Minh, bên đây là món gà nướng muối ớt của bạn Ngọc Đông. Thôi thì em nghĩ mình ăn món khô trước rồi mình ăn món nước sau được không chị? Đấy là giống hai vị này nọ ha. Mời chị. Mình thử đi. Dạ dạ thôi chị thử đi à. Chị tự nhiên đi. Sao sao? Mùi hương sao chị? Thơm. Các cây này... nồng nồng không? Hơi hơi nhưng mà cái này phải chấm muối ớt cho ăn mới đúng vị nè. Dạ đó. Đây là muối hột đúng không ạ? Dạ. Cái thành phần muối bạn chế biến ra sao? Bạn trộn lẫn những cái thành phần nào? Dạ có muối hột dạng nhuyễn và em rang lên cùng với là ớt dạng nhuyễn và lá chanh sắc nhỏ. Sau đó thì em vắt thêm một trái chanh vô nữa. Xuất sắc chưa quý vị? Ăn tiền cái phần nước chấm lắm á. Ngon quá, đừng nói nữa, ngon quá. Dạ quá ngon chị, ăn như là nhà hàng đúng không chị? Cảm ơn em, cái món của em rất là ngon. Có những chỗ đó người ta họ nướng á, người ta vẫn dạ, bỏ bột ngọt như cái này không rồi. Là em theo ý chị đúng không? Dạ, chị đó. Cảm ơn em rất là nhiều, món em rất là ngon luôn. Dạ thật sắc quá. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu uống nước để mình trả khẩu vị lại, để mình thưởng thức món bún bò của bạn Hoàng Minh. Nói gì nói chứ món nước là nước lèo quan trọng lắm đó. Chị Nhung sành ăn không, thử nước lèo trước. Sao mà chị yêu dấu của em. Nhom. Ngon vị ngọt ngọt. Ngọt. Vậy là bạn ấy nói đúng là cái sở trường của mình là nấu theo vị miền Tây nè. Ngọt. Đúng rồi. Khách ngay đầu tiên dành cho chị luôn ha. Sao chị, sao chị? Ngon. Ngon ngon. Đúng khẩu vị của chị luôn. Dạ. Ok ha. Ok, rất là ngon. Dạ. Đúng khẩu vị của chị rồi. Dạ. Món nào cũng ngon hết, giờ chị quyết định sao đây? Ai là người giành chiến thắng ngày hôm nay? Hôm nay thì hai bạn làm thật sự rất là hợp khẩu vị với chị luôn. Chà, rất à, là ngon. Nếu như mà để chọn thêm cộng cộng á thì chị nghĩ là món gà. Tại sao nè? Nó cũng có những cái kỷ niệm ở trên núi, buồn buồn mà. Dạ. Dí gà ở trong nhà xong nướng xong mới chấm với ớt ăn. Dạ vâng. Nó cũng có nhiều cái kỷ niệm vui ở trên núi. Dạ. Thật sự thì hôm nay thì khẩu vị của em á làm cũng hợp với chị nữa. Chúc mừng Ngọc Đông. Và dạ, chúc mừng bạn Hoàng Minh cũng đã rất cố gắng, cũng được 10 điểm ngày hôm nay mà. Dạ. Nào chúng ta nhận thử thôi. Đây, đến phần cuối của chương trình thì chúng ta luôn luôn gặp gỡ tấm bảng giải thưởng trị giá 5 triệu đồng. Mời chị Nhung trao tặng giải thưởng này cho bạn Đông ạ. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Chúc mừng món gà nướng muối ớt ha. Bên cạnh đó là một lời khen dành cho bạn Hoàng Minh nữa, đã rất cố gắng, chẳng qua là mình thiếu chút điểm cộng thôi. Yeah. Hy vọng là lần sau mình sẽ may mắn hơn. Yeah. Cảm xúc bữa nay như thế nào nào? Cảm xúc bữa nay của em rất là vui và vinh hạnh khi được tận tay làm những món ăn cho chị Đinh Thi Nhung, một người thần tượng của mình. Yeah. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Không biết là bữa nay chị cảm thấy hài lòng chưa ạ? Được đến với chương trình này là một cái gì đó là rất là vui và vinh dự. Yeah. Và được hai bạn nấu cho mình hai cái món ăn mà mình yêu thích, điều đó là điều rất là hạnh phúc đối với một người nghệ sĩ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chị Nhung. Và chắc chắn là niềm hạnh phúc nó còn lan tỏa hơn rất nhiều nữa, đặc biệt là trò chơi đập trứng gà. Cảm ơn chị Nhung rất nhiều. Lần sau có thì chị chắc chắn sẽ đập
2 trứng trở lên. Dạ đó, chưa gì em hết toát hết mồ hôi rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ, Hoài Đà Bơ cùng với tất cả mọi người xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.